Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công điện gửi trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị cấp tỉnh về việc khẩn trương cứu trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Nội dung như sau. Trong hai đợt mưa lũ liên tiếp, đặc biệt đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là địa bàn huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh, các địa phương lưu vực sông Danh, sông Son. Nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt, tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các địa phương, sở ngành, đơn vị, đặc biệt là sự chủ động ứng phó thiên tai của nhân dân, đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt về tính mạng con người. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các địa phương, các sở ngành, đơn vị, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các lực lượng tham gia cứu hộ cứu trợ không quản nguy hiểm, ngày đêm thực hiện cứu hộ cứu trợ nhân dân. Cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã kịp thời chung tay cứu trợ, đặc biệt nhân dân trong toàn tỉnh đã chịu đựng khắc phục khó khăn trong những ngày qua, đồng thời chia sẻ sâu sắc những khó khăn mất mát mà người dân đang phải gánh chịu. Dự báo thời gian tới, thiên tai còn diễn biến phức tạp, trước mắt là cơn bão số 8 có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Bình. Trong khi đó, lũ lụt vẫn đang ở mức cao, rụt chậm, khó khăn trong chất khó khăn. Việc vừa phải tập trung lực lượng, nguồn lực để cứu trợ người dân chưa kịp khắc phục thiệt hại do mưa lũ lịch sử, lại tiếp tục chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 8, đòi hỏi các hệ thống chính trị, người dân nỗ lực hơn nữa để ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Thực hiện công văn số 1022/CVTU ngày 20 tháng 10 năm 2020 của tỉnh ủy về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ đặc biệt lớn gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau. 1. Tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, hàng hóa, nhu yếu phẩm như lương khô, mì tôm, nước uống, chăn ấm, cứu trợ cho người dân ở các vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong đó, ưu tiên vùng bị ngập lụt nặng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong những ngày nước lũ vẫn duy trì ở mức cao, phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng trong việc điều phối lực lượng, phương tiện, hàng hóa cứu trợ, nhưng phải đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu trợ, các cán bộ chiến sĩ trong lúc làm nhiệm vụ. 2. Tiếp tục rà soát các hộ riêng lẻ, nhà yếu bị chia cắt, các vùng dân cư có nguy cơ bị ngập sâu trở lại, các địa điểm có khả năng bị sạt lở để tiếp tục cứu trợ, di dời người dân đến nơi an toàn. 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các địa phương làm đầu mối tiếp nhận, phân bổ kịp thời để người dân kinh phí, hàng hóa, giúp các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, phối hợp với các sở ngành, đơn vị, địa phương, các tổ chức, đoàn thể trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp đỡ nhân dân sớm vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định đời sống sau mưa lũ. Trong đó lưu ý sách vở cho học sinh vùng ngập lụt đã bị nước lũ cuốn trôi hư hỏng. 4. Các địa phương tuyên truyền vận động người dân ở gần các địa điểm giao nhận tập kết hàng cứu trợ, phát huy tinh thần thương thân thương ái là rách ít đùm là rách nhiều, ưu tiên hàng hóa cứu trợ cho người dân ở vùng nước chưa rút, đang còn bị ngập sâu, ngập lụt nghiêm trọng, các hộ nghèo neo đơn. 5. Đối với những vùng nước lũ đang rút, chủ động triển khai ngay các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ, nước rút đến đâu triển khai ngay đến đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau. Đồng viên nhân dân chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt, tổ chức an táng người chết, cứu chữa người bị thương, cứu trợ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiếu đói, hộ còn bị cô lập chia cắt, nhất là các hộ bị hỏng nhà cửa, hộ nghèo, gia đình chính sách, không để người dân bị đói khát. Nhắc nhở người dân việc đảm bảo an toàn lao động trong quá trình dọn dẹp, vệ sinh sau mưa lũ, nhất là việc bảo trì hệ thống điện sinh hoạt, dọn dẹp trên cao, đánh bắt hải sản, vớt củi trên sông, suối, ao hồ. Huy động lực lượng triển khai công tác xử lý nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, dọn dẹp trường học, vệ sinh môi trường, chôn xác động vật chết,
Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương huy động giáo viên, học sinh cùng dọn dẹp trường lớp sau lụt, có phương án dạy và học, nhất là vùng ngập lụt bị cuốn trôi, hư hỏng giáo án, sách vở, đảm bảo chương trình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ra soát, kiểm tra các công trình bị hư hỏng do mưa lũ để khắc phục kịp thời, vận hành đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, kể cả các hồ đập do người dân tự đắp để đảm bảo an toàn công trình và tính mạng tài sản cho người dân vùng hạ du. Sở Giao thông Vận tải, Điện lực Quảng Bình, các đơn vị viễn thông theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương huy động lực lượng khắc phục nhanh các sự cố, thiệt hại, đảm bảo giao thông, hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc sớm hoạt động trở lại. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị sẵn sàng giống cây lương thực, hoa màu để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Trước mắt ưu tiên giống ngô, rau màu ngắn ngày, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, cây trồng sau lũ lụt. Sở Y tế khẩn trương cung cấp thuốc men cần thiết, tổ chức điều trị người bị thương, bị bệnh sau lũ lụt, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Cục Quản lý Thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm soát giá cả, không để lợi dụng tình hình để găm hàng, nâng giá, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Sở Tài nguyên và Môi trường huy động lực lượng hỗ trợ người dân, hướng dẫn người dân xử lý môi trường sau mưa lũ. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngoài việc tham gia cứu trợ, cứu hộ, tổ chức thêm lực lượng đảm bảo giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các tụ điểm người dân lợi dụng cứu trợ để trục lợi. 6. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án ứng phó với cơn bão số 8 có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Bình trong điều kiện nước lũ vẫn duy trì ở mức cao. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Hết nội dung công điện. Sáng nay ngày 21 tháng 10, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã trực tiếp trao và chỉ đạo công tác phân phối lương thực, thực phẩm của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho các vùng trọng điểm ngập lụt thuộc hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Để kịp thời động viên, góp phần giúp đỡ các địa phương ứng phó với mưa lũ, đồng chí Trần Công Thuật đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho huyện Lệ Thủy 1,5 tấn lương khô, 6.000 thùng mì tôm, 400 thùng sữa, 800 thùng nước uống. Đối với huyện Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ 1,2 tấn lương khô, 5.000 thùng mì tôm, 600 thùng sữa và 600 thùng nước. Hiện tại trên địa bàn hai huyện, nhiều vùng còn bị ngập sâu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương và người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thương trợ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn do mưa lũ. Đồng thời yêu cầu các địa phương phải xác định rõ việc cứu trợ cho bà con hiện tại là vấn đề chính và quan trọng nhất, phải đảm bảo tính mạng cho người dân và lực lượng cứu hộ và cứu trợ có hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các địa phương có phương án để tiếp nhận và phân bổ các nguồn hàng cứu trợ một cách kịp thời, không để xảy ra tình trạng lộn xộn và thiếu sót, phải đảm bảo cho bà con nhân dân có đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống và nguồn hàng đến trực tiếp người dân được nhanh chóng, công bằng. Đồng chí Nguyễn Công Huẩn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo huyện Minh Hóa vừa đi kiểm tra tình hình mưa lũ và trao quà cho bà con nhân dân vùng lũ xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Công Huẩn đã thăm hỏi, trao quà và động viên các gia đình đang bị lũ chia cắt tại xã Minh Hóa cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa tập trung huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ nhân dân, không để dân thiếu đói trong những ngày được lũ chia cắt, tập trung phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp và vận chuyển những người ốm đau đi chữa trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua. Đến ngày 21 tháng 10, xã Ngư Hóa vẫn bị cô lập hoàn toàn do sạt lở đường nên các đoàn cứu trợ vẫn chưa thể tiếp cận được. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều giờ đi bộ và phải vượt qua những cái điểm sạt lở hết sức là nguy hiểm, thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại xã Ngư Hóa, một trong những cái xã chịu thiệt hại nặng nề trong cái đợt lũ vừa rồi. Tuyến đường 558C từ quốc lộ 12A lên xã Ngư Hóa bị sạt lở nhiều điểm với khối lượng hàng trăm mét khối đất đá. Để đến được xã Ngư Hóa, hiện phải đi bộ nhiều km, vượt qua nhiều điểm sạt lở hết sức nguy hiểm. Theo thống kê, toàn xã Ngư Hóa có 76 trên 166 nhà dân bị ngập, trong đó có một nhà bị trôi và nhiều nhà bị hư hỏng nặng. Các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn bị ngập sâu trong lũ,
hàng trăm con gia súc gia cầm bị nước lũ cuốn trôi, hàng chục hecta cây trồng hoa màu bị gãy đổ ngập úng. Lúc 9:30 kém thì ở trên đài tưởng niệm thì thấy nhà đã bị trôi, nên hai vợ chồng khổ, con đi ba đứa con dại, chân được con mà mấy chuyện mấy cái đồ con tủ và chừng đồ thì nhà thì đã bị trôi hết. Hiện tại nhất cần thiết của xã Ngư Hóa để mà ứng cứu ba con là thông cái tuyến đường của Mai Ngư, các cái điểm sạt lở tại cái tuyến đường, thì hai là khắc phục cái hệ thống điện lưới để ba con là sinh hoạt, ba này là hỗ trợ lương thực thực phẩm cho ba con ứng cứu cái trước mắt để ba con ổn định cái đời sống. Trong ngày 21 tháng 10, đoàn công tác của lãnh đạo địa phương đã vượt qua những điểm sạt lở để đến với xã Ngư Hóa, thăm hỏi tình hình, động viên nhân dân vượt qua khó khăn. Trước mắt, Tuyên Hóa hỗ trợ xã Ngư Hóa 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt. Hiện nay, cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang dốc toàn lực để khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Tại thị xã Ba Đồn, ngay sau khi nước lũ rút, chính quyền địa phương xã Quảng Tiên đã huy động mọi lực lượng cùng với sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh, đoàn viên thanh niên tiến hành dọn dẹp vệ sinh trường lớp để sớm đón các em học sinh trở lại trường. Trong đợt mưa lũ những ngày qua, toàn thị xã Ba Đồn đã có hơn 25.000 ngôi nhà bị ngập, có nơi bị ngập sâu và bị chia cắt hoàn toàn. Ngày 21 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tiếp cận và trao tặng người dân ở xã Quảng Sơn hàng trăm suất quà gồm áo phao, mì tôm, lương khô, nước uống, áo quần. Trong cơn lũ vừa qua thì Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động lực lượng phương tiện tối đa ứng cứu, cứu hộ cứu nạn để là giảm thiểu cái thiệt hại về tính mạng tài sản cho nhân dân. Khi cơn lũ rút thì chúng tôi tiến phối hợp với các cấp các ngành, với mặt trận các cấp để là cứu hộ rồi ứng cứu hỗ trợ cho bà con khắc phục hậu quả sau lũ. Và đặc biệt cái thôn Hà Sơn của xã Quảng Sơn là cái thôn ngập lụt nặng thì chúng tôi đã tiếp cận và hỗ trợ về lương thực để cho bà con không để bị đói rét. Và cũng trong cái khi mà lũ rút đợt đây thì chúng tôi cũng cử là nhiều đoàn công tác về ở các địa phương để giúp chân khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là dọn dẹp vệ sinh môi trường và đảm bảo cho bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường, đi vào sản xuất. Ngay sau khi lũ rút, huyện Quảng Trạch đã huy động lực lượng công an, quân sự và lực lượng đoàn viên thanh niên tập trung khắc phục hậu quả tại các trường học, trạm y tế và các trục đường giao thông trên địa bàn, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân cả địa phương sau lũ. Huyện Quảng Trạch đã kịp thời trích ngân sách cứu trợ cho các vùng ngập lụt nặng trên 2.000 thùng mì tôm, 2.000 gói lương khô và gần 1.000 thùng nước uống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tiếp nhận hàng cứu trợ và phát động phong trào tương thân tương ái, kêu gọi các tổ chức cá nhân chung tay giúp đỡ bà con nhân dân. Sau nhiều ngày mưa lớn đã gây ngập lụt tại 14 trên 28 xã thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch. Đến ngày 21 tháng 10, mực nước các sông đang xuống. Song song với công tác cứu trợ, huyện Bố Trạch đã tập trung huy động lực lượng tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Cùng với lực lượng vũ trang, hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên đã được huy động đến các xã bị ngập sâu để giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ các trường học. Trong tối ngày 20 và 21 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng phương tiện với trên 1.200 cán bộ chiến sĩ, bộ đội, thường trực, dân quân tự vệ, khẩn cấp ứng cứu và tiếp tế lương thực cho nhân dân vùng lũ, nhất là ở các địa bàn bị cô lập, chia cắt. Đi vào khu vực dân nếu không thông thuộc địa hình thì lại mắc cả cái công trình và những cái vật cản rất là khó tiếp cận. Nếu không cẩn thận thì có thể dẫn đến là hỏng thuyền hoặc là bị sự cố dọc đường. Thì ngoài là phải cử các cái lực lượng thông thuộc địa hình, người dân để phối hợp để mà dẫn đường. Cái thứ hai là trong quá trình tiếp cận thì phải có là cái chi viện cho lẫn nhau mà khi có sự cố đấy, đặc biệt là khi mà ra các cái khu vực sóng to gió lớn. Theo ghi nhận, đợt lũ đã qua đỉnh điểm, nước đã rút nhưng rất chậm. Đến thời điểm hiện tại, hàng chục nghìn hộ dân vẫn bị ngập sâu trong nước. Bên cạnh khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, lực lượng cứu hộ còn tiếp tế lương thực, nước uống giúp ba con chống chọi với lũ lụt dài ngày.
Rồi thiệt hại gì mà lớn không chị? Ôi, chỉ là thiệt hại là nói chung là 100 bao lọ là trôi rồi nè. Sáng quay để chuẩn bị gạt nơi đó để bao lụt bột đồ heo đôi là trôi hết sạch nè. Xi măng sắt thép là nói chung là không còn chỉ để mất nữa nè. Bột heo, bột ca đôi chỉ là trôi hết nè. Chứ là chỉ nói chung là mất tất cả thôi. Ở khu vực là vùng xa là tiếp tục khó khăn là chúng tôi tiếp cận và đưa lương thực thực phẩm cho bà con. Nhìn chung cơ bản là bà con rất phấn khởi. Tính đến 15 giờ ngày 21 tháng 10, lực lượng cứu hộ của lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp di dời trên 3.600 hộ dân với trên 8.200 nhân khẩu, trong đó tập trung chủ yếu ở các địa bàn trọng điểm như huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn. Bộ Di sự tỉnh huy động tất cả các lực lượng phương tiện trong khả năng có thể. Hiện nay địa bàn huyện Lệ Thủy là có 8 chuồng, huyện Quảng Ninh là 6 chuồng, tổng cộng là 14 chuồng, trong đó có 2 chuồng chi viện của tỉnh Quảng Trị để mà vận chuyển huy động toàn bộ lực lượng lương nhu yếu phẩm đến với bà con. Làm thế nào với cái chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy là những người xa nhất là phải ưu tiên nhất, đừng để cho bà con đói trong cái giai đoạn khó khăn này. Trong những ngày tới, công tác ứng phó khắc phục hậu quả lũ lụt sẽ tiếp tục được cả đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tập trung chủ trọng nhằm bảo đảm an toàn cao nhất về người tài sản đối với người dân vùng lũ. Sáng ngày 21 tháng 10, hàng chục tấn hàng gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, bánh kẹo, nước uống, chăn màn, áo quần đã được lực lượng biên phòng chở đến cứu trợ cho đồng bào vùng ngập lụt các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Được biết, trong những ngày mưa lũ vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã huy động tối đa người phương tiện để tập trung giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Thông báo về việc hoãn phiên tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2020. Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, để tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo phiên tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tạm hoãn tổ chức. Cứu trợ người dân vùng lũ làm sao cho hợp lý? Đấu tranh về những thông tin sai sự thật. Do tình hình mưa lũ kéo dài nên hiện nay lượng máu dự trữ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đang khan hiếm. Để đáp ứng yêu cầu điều trị cho bệnh nhân, bệnh viện đã kêu gọi đoàn viên thanh niên, các cơ quan đơn vị, trường học và nhân viên y tế tại bệnh viện hiến máu tình nguyện. Sau 2 ngày, bệnh viện đã thu nhận được khoảng 40 đơn vị máu do đoàn viên thanh niên, các cơ quan đơn vị, trường học và các bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện tình nguyện hiến máu. Với lượng máu thu nhận được, cơ bản sẽ đáp ứng công tác điều trị cho bệnh nhân trong những ngày tới. Lượng mưa đã giảm so với những ngày trước, nên đến 7 giờ 30 ngày 21 tháng 10, một số tuyến đường quốc lộ và nội tỉnh trên địa bàn Quảng Bình nước đã rút, có thể lưu thông được. Điều này cũng thuận lợi hơn cho các lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ, cũng như các đoàn thiện nguyện chở hàng hóa đi cứu trợ người dân vùng lũ. Cụ thể, các tuyến nội thành Đồng Hới được đã rút hết, quốc lộ 1 đã cơ bản thông tuyến, riêng đoàn quốc lộ 1, đoàn Lê Thủy được vận ngập, xe phân luồng theo đường quốc lộ 1, tuyến tránh lũ. Đối với quốc lộ 12A đã thông tuyến từ km 0,000 đến km 50,536, đoàn km 70,070, đến km 70,700 Quy Đạt, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoàn km 659,200 đến km 659,400 Lộc Ninh Đồng Hới, đoàn từ km 665,000 đến km 668,000 phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới đến xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh đã thông tuyến. Tuyến đường tỉnh 558 ngầm Khe Do km 6,900 và đường tỉnh 559 toàn tuyến đã thông suốt an toàn. Riêng đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, quốc lộ 12C, quốc lộ 15, quốc lộ 9B, quốc lộ 9C, quốc lộ 9E, đường tỉnh 558B, 558C, 559B, 562, 564, 564B, 569 ngập cục bộ, nhiều đoạn tuyến nước vẫn chưa rút, nền đường bị lún sụt, sụt trượt ta luy tại nhiều vị trí, sỏi lở tắc đường. Các cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng nỗ lực khắc phục và khuyến cáo hạn chế lưu thông. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay có hàng trăm đoàn thiện nguyện đến với người dân vùng lũ của tỉnh Quảng Bình. Việc cứu trợ cho người dân bị thiên tai từ lâu đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Thế nhưng bên cạnh đó lại nảy sinh nhiều vấn đề. Trong những ngày này, Quảng Bình đã và đang tiếp nhận hàng trăm chuyến hàng thiện nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiên tai đến từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Người dân Hồng Thủy chúng tôi là nhận được rất nhiều tình cảm của các nhà hảo tâm đã kịp thời đến để hỗ trợ cho bà con nhiều cái nhu yếu phẩm cần thiết để bà con nhân dân Hồng Thủy là
là tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn. Để chung sức chung lòng với nhân dân Quảng Bình thì Ủy ban Trần tỉnh, Ban Trụ trì tỉnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được cái sự đồng hành, ủng hộ, chia sẻ của các tổ chức, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp, các cá nhân cùng đồng hành với nhân dân Quảng Bình để vượt qua cái cơn bị cực này. Chúng tôi cũng trân trọng, qua đây thì cũng trân trọng cảm ơn những cái tấm lòng hảo tâm, những cái nghĩa đồng bào mà vừa qua tất cả các tổ chức cá nhân và nhân dân của cả nước đã hướng về Quảng Bình. Những vật phẩm cứu trợ cần thiết được ưu tiên trước nhất như thực phẩm, đồ ăn, nước uống, đồ bảo hộ, áo phao, vật tư y tế, thuốc khử khuẩn, khử trùng, quần áo, tiền mặt để hỗ trợ bà con sửa chữa nhà sau lũ. Đối với bà con ở vùng lũ thì cái gì cũng thiếu, nhưng cần thiết nhất lúc này vẫn là đồ ăn và nước uống. Đặc biệt, ở những vùng rốn lũ khó tiếp cận, tại một số địa bàn hiện vẫn chưa có đoàn từ thiện nào, nên xảy ra tình trạng người dân ở khu vực phía ngoài nhận được nhiều hơn, trong khi những hộ dân cần được cứu trợ khẩn cấp thì lại không nhận được. Chính vì thế, mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu hàng cứu trợ phải tập trung do chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận. Các đoàn thể khác cùng với người dân giám sát phân phối. Nếu không, nhiều đoàn đi cứu trợ rất hình thức, quay phim chụp ảnh là xong, còn những người dân thực sự khó khăn, cần sự giúp đỡ thì lại không có hỗ trợ. Mặt trận sẽ là cái kênh rất là tốt trong cái việc mà gửi đến những cái phần quà cũng như là những cái sự ủng hộ của các cái vùng tốt hơn về cho những cái vùng khó khăn. Bởi vì là mặt trận là trực tiếp ở đấy thì họ sẽ nắm được cái tình hình là người dân ở đấy ai cần những ai đã có rồi và những ai chưa có thì họ sẽ làm cái hoạt động này tốt hơn chúng em. Chúng tôi cũng mong muốn được là các cái nhà hảo tâm khi về địa phương á là có phải thông qua địa phương để rồi chúng tôi cùng nắm bắt được cái tình hình và đồng thời trên cơ sở đó để điều tiết khi là phân hàng của là các nhà hảo tâm đó sẽ được đến với bà con nhân dân trong cái vùng khó khăn, trong điều kiện ngập lụt. Suốt thời gian vừa qua, hành động không quản ngại khó khăn để đến với đồng bào bị thiên tai của các tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã được người dân và chính quyền địa phương Quảng Bình ghi nhận. Tuy nhiên, việc đưa hàng cứu trợ vào các vùng rốn lũ vốn đã nguy hiểm lại càng khó khăn hơn đối với những người từ địa phương khác không am hiểu địa hình. Khoảng 4 năm trước mang biển số 43 ở thành phố Đà Nẵng, thì sau khi gặp chính quyền địa phương thì chính quyền địa phương cũng nói địa hình ở xã Ông Thủy phức tạp, đoàn không nghe lời của chính quyền địa phương và từ hạ xuống xong rồi là trong có dòng từ 5 đến 7 người lên xuống rồi cầu mái xuống rồi đi xong đó bị lật xuống và chìm, sau đó một số thành viên của xóm ra cứu. Hiện nay, nhiều đoàn, nhiều tổ chức đến cứu trợ tại Quảng Bình. Tuy nhiên, một thực tế là các vùng khó khăn, cô lập, người dân vẫn chưa thể tiếp cận được, nên đã xảy ra tình trạng có nơi được hỗ trợ nhiều, chỗ khó khăn thì người dân lại không nhận được cứu trợ. Chính vì thế, các ban cứu trợ các cấp đang nỗ lực để hàng cứu trợ đến được với tất cả người dân đang gặp khó khăn do mưa lũ. Tất cả những cái hàng trung ương, hàng của tỉnh, hàng các tổ chức mà được đăng ký của tỉnh thì chúng tôi kiểm soát một cách chặt chẽ. Tuy nhiên thì có một số hàng tự phát và còn đi mà họ muốn trực tiếp đến với người dân và họ phát theo gặp đâu phát đó thì chúng tôi rất khó khăn cái này. Chúng tôi mong muốn những nhà hảo tâm, những cái nhà cứu trợ này thì nên là đăng ký để chúng tôi sắp xếp một cách có tổ chức. Thì như vậy thì cái hiệu quả mới cao và hàng hóa mới đến tận tay người dân một cách đúng địa chỉ, đúng mục đích và được bà con sử dụng tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc cả hệ thống chính trị đang tập trung mọi nguồn lực để phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp nhân dân sớm vượt qua khó khăn, thì trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin không đúng sự thật, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cứu hộ, cứu trợ. Trong những ngày diễn ra lũ lụt, hệ thống mạng xã hội, đặc biệt là mạng Facebook, đã đăng tải những thông tin thiết thực về tình hình mưa lũ, về những địa chỉ cần cứu hộ, cứu trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương, các đoàn cứu hộ, cứu trợ, tiếp cận, cứu trợ, giúp nhân dân vùng lũ an tâm chống chọi với thiên tai. Tuy nhiên, vẫn có những tài khoản Facebook lợi dụng tình hình mưa lũ để đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân. Cụ thể, tài khoản có tên Hồng Hành và Lê Tuấn Vũ đăng tải thông tin ở xã An Thủy, một nhà dân có 5 người chết.
Trước thông tin này, phóng viên chúng tôi đã kết nối với đại úy Nguyễn Hùng Cương, trưởng công an xã An Thủy, huyện Lệ Thủy để xác minh. Vừa qua thì trên mạng xã hội có một số thông tin, đó là ở địa bàn xã An Thủy là có một đoàn cứu trợ đi vào một nhà và thấy là có 5 người chết ở trong nhà, thì anh xác minh cái thông tin này như thế nào? Dạ, báo cáo với các anh là cho đến thời điểm hiện nay là trên địa bàn xã An Thủy là không có người chết do là ảnh hưởng của lũ lụt. Đây, thông tin là trên mạng xã hội như anh vừa cung cấp là không chính xác, không đúng sự thật. Trang Facebook Trung Lê chia sẻ thông tin, đừng có đoàn từ thiện nào vào Quảng Bình bây giờ. Tình nguyện viên báo huyện Lệ Thủy vừa vỡ đê. Nhưng qua xác minh của phóng viên thì đến ngày 21 tháng 10 năm 2020, hệ thống hồ đập đê điều trên địa bàn huyện Lệ Thủy vẫn an toàn và trong tầm kiểm soát. Những cái thông tin trên mạng đấy là thất thiệt, thực tế trên địa bàn huyện Lệ Thủy là chưa có cái hồ nào bị vỡ, đang là trong mức an toàn. Có một cái hồ Gia Lam thì có nguy cơ, thì huyện đã và xã đã có phương án xử lý và đã đảm bảo an toàn. Như vậy, hai thông tin đăng tải trên Facebook của các tài khoản trên là hoàn toàn không đúng sự thật, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, làm nhiễu thông tin, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cứu trợ cứu nạn của các cấp chính quyền và các tổ chức cá nhân. Những thông tin sai sự thật được đăng tải là cơ hội để các đối tượng xấu có dịp công kích, nói xấu chính quyền các cấp trong hoạt động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Những thông tin sai sự thật được đăng tải là cơ hội để các đối tượng xấu có dịp công kích, nói xấu chính quyền các cấp trong hoạt động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu trợ. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật theo điểm C khoản 1 điều 8 Luật An ninh mạng. Qua theo dõi chúng tôi thấy là trên một số cái tài khoản Facebook cá nhân đăng tải cái thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng từ các cơ quan chức năng, thì với cái hành vi này thì sẽ vi phạm cái điểm D khoản 1 điều 8 Luật An ninh mạng, đó là thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Và với những cái hành vi vi phạm này thì sẽ bị xử lý theo cái điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Với cái hành vi vi phạm này thì sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Riêng đối với cá nhân sẽ bị xử phạt bằng 1/2 của tổ chức, thì số tiền xử phạt vi phạm lần đầu là 7,5 triệu đồng. Để không vi phạm pháp luật và phát huy được tác dụng tích cực của mạng xã hội trong phòng chống lũ lụt, các tổ chức cá nhân khi sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin cần phản ánh đúng bản chất sự việc, nên cập nhật thông tin từ các tờ báo chính thống, các đài phát thanh truyền hình trung ương, địa phương nhằm hỗ trợ chính quyền các cấp trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 21 ngày 22 tháng 10, khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm 85 đến 99%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm 87 đến 99%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm 85 đến 98%. Khu vực thị trấn Phong Nha nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm 86 đến 99%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm 84 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm 83 đến 98%. Khu vực thị trấn Quản Hầu nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm 83 đến 98%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm 85 đến 99%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Chương trình thời sự tối nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.